5 món luộc siêu thanh mát cho bữa cơm của gia đình bạn thêm phần thanh đạm. Đầu tiên là món rau củ luộc chấm kho quẹt. Bây giờ cho các loại rau củ bạn thích vào chần sơ chừng 1 phút để giữ được độ giòn. Bông cải xanh, bông cải trắng nè, cà rốt, củ cải, bí ngòi, khổ qua, đậu bắp. Thích ăn loại nào thì cứ chặn hết nha. Để làm mắm kho quẹt thì bạn hòa tan 1 muỗng cà phê bột nêm, 3 muỗng đường và 3 muỗng nước mắm ngon trong cái chén. Khuấy đều cho đường tan, sau đó cho cái tổ lên bếp để lửa vừa và cho mỡ các hạt lựu vào thắng cho tan ra. Đảo đều tay đến khi tóp mỡ teo lại và vàng giòn. Xong bạn vớt tóp mỡ ra và giữ lại phần mỡ nước. Nếu sợ béo thì dùng dầu ăn thay thế cũng được nha. Cho một củ hành tím thái lát mỏng và 2-3 tép tỏi đập dập vào phi thơm. Thêm vào một ít tôm khô đã ngâm mềm. Và thêm khoảng 30g thịt heo vào xào săn. Cho ít tôm thịt thôi nha, kẻo lại thành món thịt kho mất. Bây giờ đổ chén mắm đường vào. Thêm vài trái ớt và hạt tiêu cho cay xè. Rim ở lửa nhỏ đến khi mắm khô quẹo lại khoảng 20-30 phút. Bạn có thể cho thêm một ít nước gạo ở trong nồi cơm vào để món kho quẹt không bị cháy và có độ sệt như ý. Bày xung quanh cái đĩa cho thật đẹp mắt và đặt nồi kho quẹt vào giữa nào. Rắc thêm ít tiêu và tóp mỡ vào nữa. Trời ơi, trời lạnh mà có một dĩa rau củ chấm kho quẹt như thế này thì thiệt là sung sướng. Tiếp theo là món đậu bắp luộc chấm chao. Đậu bắp bạn cho vào luộc khoảng 3-5 phút khi bạn bấm thử thấy nó mềm. Thì vớt ra và cho vào một tô nước đá để giữ màu xanh cho đẹp mắt. Phần nước chấm Helen cho tỏi, ớt và một ít đường vào chén. Sau đó đem giã nhuyễn rồi cho vào vài viên chao. Nghiền nhuyễn rồi vắt thêm vào một ít chanh hoặc là nước tắc nhé. Các món luộc nghe thì đơn giản nhưng muốn ngon thì cũng cần có bí quyết hết đó mọi người. Chẳng hạn như món chân giò luộc này. Món này chấm mắm tôm là đỉnh của đỉnh luôn đó. Chân giò sau khi rút xương, trải ra và ướp muối, tiêu, bột nêm cùng với nhiều hành tím đập dập nữa. Con lợn uổng ỉnh mua hành cho tôi, ông bà ta nói rồi mà. Sau rồi sẽ dùng dây lạc hoặc dây bẻ lá chuối buộc lại nha. Đây mới đích thị là bó giò nè. Mẹ luộc thịt sao cho thơm ngon là cho muối và hành tím cũng như hành tây vào trong nước luộc thịt. Sau đó mình sẽ hầm khoảng 45 phút tùy vào độ lớn của cái giò và vớt liền ra một thau nước đá để cho cái phần da nó có độ giòn và không bị mềm nhão. Để nguội trong tủ lạnh sau rồi cắt ra từng khoanh tròn đẹp mắt. Mắm tôm, đậu phụ đã sẵn sàng. Nào cùng chấm thôi. Nhắc đến các món luộc, chắc chắn không thể nào bỏ qua món gà luộc. Bạn đun sôi một nồi nước rồi cho vào một muỗng cà phê muối và một muỗng cà phê bột nêm. Để phần da khi luộc không bị rách thì bạn múc nước sôi rưới lên phần da gà cho săn lại trước. Sau đó mới thả gà từ từ vào nồi nước sôi. Đun ở lửa vừa khoảng chừng 7 phút. Sau đó đậy nắp và ngâm thêm 15 phút nữa. Phần mỡ gà bạn cho lên chảo rán cho ra hết phần mỡ nước. Rồi giã một củ nghệ cho vào phi thơm. Phần mỡ gà sẽ được nhuộm vàng rất đẹp mắt. Quét phần mỡ vàng này lên khắp con gà là bạn sẽ có ngay một con gà luộc với da vàng óng ánh. Thiệt là bắt mắt. Khi cúng xong bạn chặt gà thành miếng và sắp ra dĩa. Sao cho những lát đẹp nhất có phần da thì hướng xuống dưới. Phần xương sẩu thì cho lên trên. Sau đó lấy một cái dĩa khác úp lên và lật ngược lại. Ba la, wow, dĩa gà ai sắp mà đẹp quá ta. Rắc lên ít lá chanh thái chỉ và chấm vào chén muối tiêu chanh là chuẩn không cần chỉnh. Cuối cùng hãy thử món mực luộc chấm mắm gừng nha. Mực bạn làm sạch và lột bỏ da. Cắt vào ống mực, bỏ phần ruột và nang rồi rửa sạch. Khứa vảy rồng lên con mực rồi cắt miếng vừa ăn. Đun nồi nước thật sôi rồi cho mực vào. Luộc nhanh vài phút cho đến khi mực cong lại rồi vớt ra một tô nước đá. Chần thêm ít gừng sợi và hành lá cho lên trên. Mời bạn cùng thưởng thức bữa tiệc hải sản tại gia. Cực kỳ đơn giản nhưng sẽ khiến cả nhà tấm tắc. Chúc các bạn thành công và có bữa ăn thanh đạm với gia đình của mình. Đừng quên vào like trang Facebook Helen's Recipes để tìm kiếm ý tưởng nấu ăn mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye!